cả nhà, hôm nay mình đi ngang qua đây thấy mọi người đến khách hàng rất là đông. Một người là được như vậy nè. Cái đi này là sao vậy chị? Là giúp nghe cho nói những là người không phải kỷ niệm gì đó, người ta tặng. Mua cái gì? À, mua thịt bò cả nhà ơi. Đây là cửa hàng bán thịt bò, người ta chi ăn cho khách hàng. Mua bao lâu á? Mua lâu năm rồi. Lâu năm. Cái này là bán cái gì? À, cái này là cái làm cái nấu cái gì chị? Bò kho bánh mì. À, chị này nói là bò kho bánh mì. Đây là ông chủ nè. À, lên đây này, quay cho lên YouTube nha ông chủ. Quên. Đây. À, ông chủ ơi, cho ý kiến tới coi. À, tại sao ông chủ tổ chức mà nấu đồ ăn cho mọi người vậy ông chủ? À, cái này kỷ niệm vợ em vô nghề được 30 năm. Ôi da. Dạ, thì hôm nay vợ em làm 300 phần kho để tặng khách hàng và những hàng xóm cứ đến là em tặng thôi chứ không có. À, thì mình bên Mỹ về, nhưng mà mình thấy này rất là hay luôn á. Mà đi ngang thịt bò, cái đó thịt bò đây rất là ngon luôn, cũng ghé vô mua, không ngờ. Rất là tốt bụng nha, mà nấu món gì vậy ông chủ? À, đó là bánh mì bò kho. Vậy hả? À, bánh mì bò kho hả? À, rất là ngon. Đây nè, cửa hàng nè, cả nhà thấy hấp dẫn lắm, mà ngon. 30 năm á, kỷ niệm đó. Để mình quay đi. Ai có đi ngang đây thì ghé ăn giùm cho ông chủ. Bà con bên Mỹ về. Đây. Một ngày là bán được bao nhiêu lận hả em gái? À, ông chủ, một ngày bán được bao nhiêu thịt bò lận? Được bao nhiêu? Dạ. Bán được con bò hả? Một ngày bán được nhiêu? Dạ, ôi, ghê chưa cả nhà ơi? Một ngày có con bò luôn. Đây. Chưa, từ từ. Đây nè, cái cửa hàng đây nè. Đó. Bán rất là nhiều nha. Có hình cha chưa mũ diệp nữa. À, nhà có đạo rồi cả nhà. Nhà có đạo Thiên Chúa. Đây công ty. Đông ghê mọi người nha, để mình đến quay cho cả nhà coi. À, thịt bò, người ta tặng cho thịt bò. Đây. Đây đây nè cả nhà coi. Đây, bò kho đây là cả nhà. Ông chủ kỷ niệm 30 năm bán chi ăn khách hàng á. Đây người ta sắp hàng rất là đông nha. Đây. Đây thịt nè cả nhà. Cho mình nhìn mình quay đi. Cho con quay đi. Đây rất là hấp dẫn nha cả nhà ơi. Có bánh mì nữa. Đây. Đây chú áo đỏ, đừng có chen vô giùm con đó mấy cô ơi. Cho con một phần đi.